Ở nơi tận thế đầy zombie này, con người là loại dưới đáy xã hội, chỉ có thể trốn chui trốn lủi. Ngay cả vậy họ vẫn được các em zombie tìm và nói lời yêu thương. Một tiếng gõ cửa đột ngột khiến cả đám nháo nhào sợ hãi. Nghe giống như có cậu bé đang kêu cứu. Vì sự an toàn của mọi người, John vốn không muốn mở cửa. Nhưng người vợ Alice với khả năng bóp rái đồng đội cứ van xin. John bất lực cuối cùng cũng mở cửa. Cậu bé mặc dù được cứu họ cũng gặp họa. Không lâu sau, em gái này mơ hồ nghe tiếng gì đó, cô ngu người đi tới hóng hớt. Đột nhiên, một đôi bàn tay to phá cửa vào, nắm lấy tay em gái cắn yêu, những người khác lao đến cứu cô ra. Không ngờ tốc độ biến đổi của zombie quá nhanh, may mắn John đã kịp thời đến cứu. Nhưng một giây sau, zombie lần lượt xông vào, đám người trốn sấp mặt lờ. Ba cháu trốn trong nhà kho, ông lão sống chết giữ chặt cửa nhưng rất nhanh đã bị zombie làm gỏi. Bà lão không kịp chạy trốn cũng không thoát khỏi số phận. Chỉ có một người nhảy ra cửa sổ trốn thoát, John chật vật mới trốn thoát khỏi zombie liền chạy lên tầng 2 để gặp vợ. Nhưng đám zom cũng dí sát đít, anh muốn kéo vợ trốn vào trong phòng, nhưng vợ anh hơi ngu lại cứu cậu bé trong tủ quần áo. Mà lúc này lũ zombie đã đẩy cửa xông vào gian, cứu em với chồng yêu ơi. Đối mặt với lũ zombie khát máu, John cũng đái ra quần. Anh mở cửa sổ nhảy từ tầng 2 xuống. Chị vợ tuyệt vọng kêu cứu nhưng John hèn quá nên chạy giữ mạng. Kệ mẹ con vợ không dám quay đầu lại nhìn, và đằng sau anh, đám zombie cũng tràn vào. Zombie đã càng lúc càng gần, may mắn đồng đội đã chuẩn bị thuyền trước. John tận dụng cơ hội nhảy vào nhưng đồng đội thì lại nhạo vờ lờ, rơi luôn xuống nước. John vừa muốn kéo anh ấy lên liền bị đám zombie nhảy xuống nước kéo đi. Một con còn nhảy lên thuyền, John đá nó xuống dưới, sau đó mắc ga mắc số chạy mất. Khi anh quay đầu nhìn về phía nhà đã không thấy bóng dáng của vợ. Do sự lây lan nhanh chóng của virus, trong vòng chưa đầy một tháng cả nước Anh thất thủ. Nhưng sau 28 tuần tụi zombie đều chết vì đói. Để phục hồi kinh tế, các nước tiến vào London thiết lập vùng an toàn, đây là nơi thu hút rất nhiều người vì đã không còn virus. Nhưng bên ngoài vùng an toàn vẫn có nguy cơ lây nhiễm cao. Vì vậy không ai được phép bước ra khỏi đây. Dòng người sống sót liên tục được đưa đến, trong đó có một cặp chị em thoát chết trong gang tấc nhờ đi du lịch. Mà bố của họ chính là John, người đã đối mặt với thảm họa, không chỉ còn sống mà còn được vào đội quản lý trong khu an toàn. Nơi ở cũng khá sang trọng, dù sống sung sướng nhưng khi các con hỏi về mẹ, John đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nhưng anh ấy đã không nói sự thật, còn nói dối với chúng về việc nhìn thấy mẹ bị cắn. Bản thân lúc đó không thể làm gì, chỉ có thể chọn trốn thoát một mình. Nghe đến đây, hai chị em không có trách John, nhưng đến tối em trai lại mơ thấy mẹ. Bởi vì không có ảnh của mẹ, hai chị em nhớ mẹ không ngừng. Thế là họ quyết định giấu John, lén quay về lấy mấy tấm ảnh của mẹ. Sáng sớm hôm sau, hai chị em bắt đầu hành động. Họ trốn lính tuần tra mò ra khỏi vùng an toàn, mà không biết tất cả đều đã bị người lính trên mái nhà nhìn thấy, ngay lập tức báo cáo tình hình với sếp. Hai chị em lút được một chiếc xe máy nhanh chóng về đến nhà. Mọi thứ ở đây vẫn như lúc đầu. Khi chị gái thu dọn quần áo, em trai lên gác như thể có ai đó sống ở đây. Khi cậu đến gần, chợt nhìn thấy một bóng người. Nhìn kỹ hơn, hóa ra là mẹ của mình, hai người ôm nhau khóc. Đúng lúc này quân đội cũng đến đây, cả ba mẹ con được đưa về vùng an toàn, chẳng ai biết làm thế nào chị vợ báo này sống được. Các bác sĩ phát hiện một vết cắn trên cánh tay của cô. Sau khi xét nghiệm máu, xác định người phụ nữ đã bị nhiễm virus zombie. Chắc chơi đồ nên máu có kháng thể, không bị biến đổi. Có thể dùng máu của cô ấy để tạo ra huyết thanh kháng virus. Nhưng cô cũng là người mang virus có nguy cơ lây nhiễm rất cao. John biết vợ mình vẫn còn sống thì đần cả người, không thể tin được bởi vì anh ấy đã nói dối. Hai đứa con rất thất vọng, còn nói anh xạo lìn. Đối mặt với sự chất vấn của con, John câm nín, chỉ có thể cầu nguyện vợ sẽ tha thứ cho mình. Anh lợi dụng chức vụ của mình đến được phòng thí nghiệm nơi vợ bị nhốt để hối lỗi. Nhưng ảo ma là người vợ không chút do dự mà tha thứ cho anh. John không nhịn được hôn một cái, không ngờ vì nụ hôn này khiến thế giới lại một lần nữa ăn đất thay cơm. Rất nhanh, John cảm thấy bất ổn, virus lây lan nhanh chóng trong cơ thể anh ta, mặc dù đã cố nhưng anh đã mất đi lý trí. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, John hóa cho ý nhầm zombie. Thế là chị vợ báo được làm mồi cho anh, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. John liền chạy ra ngoài bắt đầu tấn công người khác, ngày càng có nhiều người bị nhiễm bệnh. Không lâu sau, toàn bộ trung tâm y tế sụp đổ. Thấy tình hình đã trở nên mất kiểm soát, quân đội lập tức báo động phong tỏa toàn bộ khu vực. Những người sống sót đều được cách ly ở cùng một nơi. Nhưng rất nhanh khu vực cách ly đã bị John đột nhập. Những người bên trong trở thành bữa tối của John. Mọi người hoảng loạn chạy trốn, họ phá cổng cách ly ào ào chạy ra ngoài. Ban đầu quân đội chỉ bắn những người bị nhiễm, nhưng có quá nhiều người dính chưởng, họ không thể phân biệt được đâu zom với người. Vì vậy bắt đầu tấn công bừa bãi, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cùng lúc đó, nữ bác sĩ đã cứu hai chị em. Bởi vì được thừa hưởng gen của mẹ trong cơ thể nhất định có loại kháng thể này, họ chính là hy vọng duy nhất. Cuối cùng ba người trốn trong một nhà kho mà người lính đợi sẵn. Bởi vì không nhẫn tâm bắn những người sống sót vô tội, thế là đã lựa chọn đến nhà kho. Khi đến nơi, anh gặp được ba người. Nữ bác sĩ hỏi tại sao anh không đi làm nhiệm vụ. Anh nói rằng nếu muốn sống, hãy rời đi cùng với anh ấy. Những người sống sót không muốn đi bán muối, vì vậy đã theo anh ta ra khỏi đây. Nhưng họ vừa rời đi chưa được bao lâu, đã nhận được tin nhắn từ đồng đội của mình. Quân đội đã thất bại, trong vài phút nữa sẽ cho vùng an toàn sáng nhất vịnh Bắc Bộ. Ferlin biết có một công viên an toàn, thế là hai người hẹn gặp nhau ở đó. Sau khi kết thúc cuộc gọi, đám người chạy thục mạng, lại không chú ý đến tay bắn tỉa trên nóc. Mấy người sống sót lần lượt gục xuống, nữ bác sĩ cũng bị bắn vào đùi. Đòi xác định chính xác vị trí của sát thủ.
Anh bảo một trong số người đi theo ra ngoài đánh lạc hướng. Mình sẽ nhân cơ hội giết hắn. Nhưng nói gì anh trai kia cũng không đồng ý lấy. Em trai bất ngờ chạy ra ngoài, né đạn như siêu nhân. Đòi cũng nhân cơ hội giết tên sát thủ này. Sau đó họ trèo qua một hàng rào. Đúng lúc này, máy bay đang làm nhiệm vụ trên cao. Mấy người điên cuồng chạy vào lối đi ngầm trước khi bị ném bom thả xuống. Ngay lập tức, toàn bộ khu vực an toàn chìm trong ngọn lửa dữ dội. Mấy người trong lối đi ngầm cũng suýt tèo. May mắn họ đã trốn thoát vào giây phút cuối cùng. Họ thoát ra khỏi khu vực an toàn. Ngày hôm sau, mấy người đến công viên như đã hẹn. Nữ bác sĩ nói với Đòi hai đứa trẻ này có kháng thể virus. Hai đứa chính là chìa khóa, vì vậy phải bảo vệ chúng bằng mọi giá. Ngay cả khi phải đổi bằng mạng của mình. Đòi hiểu những gì nữ bác sĩ nói, gật đầu chắc nịch. Lúc này, bạn Đòi nói với anh rằng mình sẽ lập tức đến đó. Đòi liền dẫn mấy người đến điểm hạ cánh. Tuy nhiên, một lượng lớn zombie cũng đang tấn công đến đây. May mà dưới sự bao phủ của cỏ, mấy người không bị phát hiện. Mà lúc này Ferlin cũng đã lái trực thăng đến. Nhưng khi nhìn thấy quá nhiều người, anh ngu luôn, đã nói rằng chỉ có Đòi có thể rời đi, nếu không sẽ bị bắn hạ trước khi đến trại. Thấy lũ zombie đang ở gần, thanh niên này kinh hãi, lập tức chạy qua tóm lấy chân trực thăng. Ferlin cay lắm, lái thẳng đến chỗ zombie. Cánh quạt biến thành máy xay thịt hóa kiếp lũ zombie. Lúc này càng nhiều zombie tràn đến, không còn lựa chọn nào, Đòi chỉ có thể bỏ trực thăng cứu hộ dẫn theo những người còn lại chạy trốn khỏi đây. Nhưng Ferlin không từ bỏ Đòi và hẹn gặp anh ở một nơi khác. Zombie đuổi theo không ngừng, chỉ có thể vừa đánh vừa rút lui, cuối cùng bị buộc phải trở lại thành phố. Nhưng họ không biết để loại bỏ tất cả zombie, quân đội đã giải phóng vũ khí sinh hóa trong thành phố. Mấy người suýt đụng phải khí độc, nhưng muốn trốn thoát khỏi đây cũng đã quá muộn. May mà đạo diễn để lại một chiếc xe ở bên đường. Họ chui vào và đóng lỗ thông gió lại, mà đám zom đấu tranh không được bao lâu liền bị vũ khí sinh hóa hóa kiếp. Đòi cố gắng khởi động xe nhưng thế nào cũng không được. Qua gương chiếu hậu nhìn thấy mấy người mặc đồ bảo hộ đang dọn dẹp xác chết. Nếu bị phát hiện, họ cũng sẽ bị coi là zombie và quét sạch. Không có thời gian do dự, Đòi quả quyết cho xe chạy bằng cơm. Mặc dù xe khởi động thành công nhưng Đòi cũng đã bị thiêu sống. Nữ bác sĩ không dám chủ quan, lái xe khắp mọi nẻo đường. Bởi vì quân đội sẽ tìm diệt họ. Một chiếc trực thăng xuất hiện điên cuồng xả đạn, cứ vậy thì sẽ tèo sớm. Dưới tình thế nguy cấp, nữ bác sĩ đạp ga lao vào ga tàu điện ngầm. Họ định lao qua đường hầm để đến nơi trực thăng đón, nhưng bên trong không nhìn thấy gì, chỉ có thể dùng kính hồng ngoại đi tiếp. Đột nhiên bất cẩn, hai chị em lăn từ thang cuốn xuống. Nữ bác sĩ vừa tìm thấy chị gái nhưng một em zom đã xuất hiện từ phía sau. Chị gái không dám hò hét, đợi cho đến khi con zom rời đi, cô nhặt khẩu súng trường rơi trên mặt đất. Mà em trai trong lúc tìm kiếm chị gái của mình chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Hóa ra là John, bố của mình. Chưa kịp làm gì, John đã ném cậu xuống đất, sau đó làm nhẹ một miếng. Cảnh này tình cờ bị chị gái chạy tới nhìn thấy. Cô dứt khoát bóp cỏ hóa kiếp người bố zombie của mình. Sợ tổn thương đến chị gái, em trai đã chạy đi nhưng không bao lâu cậu liền ngã xuống. Đợi khi chị gái đến phát hiện cậu không có biến dị, vì cũng có khả năng miễn dịch. Hai người bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, cuối cùng đến sân vận động đã hẹn với Ferlin. Nhìn thấy chiến hữu Đòi không xuất hiện, anh nhắm súng vào hai người. Họ biết rằng Đòi đã chết. Ferlin không nói nhiều, đưa hai chị em rời khỏi nước Anh. Nhưng anh không biết trên người em trai đang mang virus zombie. Và đích đến của họ là tới Pháp. Không lâu sau, trực thăng rơi ở Pháp, virus lại một lần nữa tấn công Paris. Trải qua nỗ lực của những nhân vật chính đã thành công, đưa zombie ra khỏi thế giới.